Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin Ngày bây giờ là 9 giờ 11 phút uh, tối Ngày uh, 2 tháng 7 năm 2024 Đây là những cái kết quả của gọi là Của tương lai Nhà nhiều vô nhà ra, nhà vô nhà ra như vậy uh, Rất là nhiều lịch okay? Và không chỉ vậy nữa lúc mà nó bắt đầu chạy Nghe nhớ là nhiều lúc như vậy Nghe nhiều lúc mà nó bắt đầu chạy không thôi Là giống như ở đây 9% Bắt đầu chạy phần trăm phần trăm 28 phần trăm 29 phần trăm vân vân thì nhớ là về tương lai đó nó có nhiều rất là nhiều công thức để chơi cho những người nào mà gọi là ngồi máy <laughs> ngồi máy cũng giống như mình thì bạn có thể chơi được như vậy bạn đánh được cái phần trăm x cao như vậy nhớ cái phần trăm x cao như vậy nó rất có rất là nhiều rủi ro nhớ cho những người nào chơi dùng tín hiệu sport mình để chơi tương lai nếu bạn không ngồi máy được á Ok và thì bạn đừng có đánh cái phần trăm cho cao cho máy. Bạn nên đánh từ 10% đổ lại thôi. Nghe, à, 5% đổ lại thôi để cho nó có một sự an toàn cho những người nào dùng tín hiệu spot của mình để chờ tương lai. Ok, cân nhắc cân nhắc cân nhắc. Ok. Vô. Giá của BTC ngay bây giờ là 62.369. Đây là mình đang nằm trong cái khung ngày. Về nếm sóng thì từ đa sóng số 3 ở đây, đã kết thúc ở đây. Và mình đang trải nghiệm là sóng số 4 rồi sau đó là mình lên tới sóng số 5 thôi chứ không gì hết Từ 4 lên 5 như vậy Ok, cân nhắc lại thêm một lần nữa là nó sẽ có 5 sóng được diễn ra 5 sóng được diễn ra Sau 5 sóng được diễn ra lên tới cái sóng số 5 Thì nó sẽ có 3 cái sóng hồi Hồi tối hôm qua có một người coi cái phát trực tuyến Cũng trong cái nhóm... cái nhóm tín hiệu từ spot này hỏi là năm sóng sau khi năm sóng đi lên rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra sau khi năm sóng đi lên sóng số 5, năm sóng đi lên thì nó sẽ có ba sóng hồi đây ba sóng hồi đây đã cương nhắc ở dưới đây, năm sóng đi lên đúng không? Từ 4 lên 5 như vậy là năm sóng đi lên sau đó là nó có sẽ ba cái sóng hồi lại 1 2 3, ba sóng hồi quay lại. Ok. Cái trường hợp nó đang xảy ra ngay bây giờ là từ 3 xuống 4 như vậy thì nó có ba sóng, đây là A, đây là B và đây là C. ABC. Ok. Trường hợp đầu tiên là ABC sẽ xảy ra được ngay bây giờ luôn. Ok, giá sẽ sập xuống đầu cái vùng à 57 57.500 55.500 Đây 55.500 Ok 53.800 Rồi sau đó là bung lên một cái vèo luôn Là sóng C Mình dán ở đây Dán ở đây Ok Cái đó là cái xác suất Ok A, B, C Để hoàn tất cái sóng số, số 4 ở đây Hoàn tất cái sóng số 4 ở đây Hoàn tất cái sóng số 4 này hai Là nó sẽ có một sự bay bổng ngắn hạn Nghe một sự bay bổng lên Ok Rồi nó nó gọi là nó sập lại Nghe sắp đây Ok Nghĩa là A, B, C ok có thể là uh, ok abc ok abc nó có sẽ có một sự bay bổng lên đây rồi sau đó nó sập lại ở cái vùng này Tụi cho mình hết nghe nó sẽ vẫn sẽ vập sập lại cái vùng này nhớ đây là cái chống lưng mình chia sẻ 61.800 50.800 mình đã chia sẻ cho bạn lúc nó ở đây lần nè có nghĩa là cái chống lưng này đã được sử dụng hơn một trăm mấy chục ngày uh, 100 một trăm mày một mấy ngày miễn sao đây là cái đỉnh cái đỉnh của cái cái, cái này á nó là con rơi và con giá là 61.800 đây là cái đỉnh của nó đây là cái đỉnh của nó và cái đáy của nó là 50.800 Thì bất cứ lúc nào mà giá rơi vào cái khung này á, Cái khung này á, thì bạn nên mua vô Và lúc mà nó nằm trên cái khung á, Thì bạn bán ra, bạn bán ra từ từ Cho những người nào mà gọi là không có theo dõi thường xuyên Thì đó là cái cách mà dễ chơi nhất Rơi vào cái khung, mua vô ok Càng rớt xuống thì bạn có mua càng nhiều ok Càng uh, bay lên Thì bạn bán càng nhiều, cái phần trăm tăng lên Vậy thôi cho mới dễ hết. đơn giản như đang dở. ok Rơi vào cái khung, mua vô từ từ ok càng rớt xuống càng mua bay lên ok càng bay lên thì mình bán ra cái phần trăm cao hơn trong quay hết ok thì ngay bây giờ là mình sẽ tập trung ở cái vùng này khung ngày thôi giữa hai cái vành chỉ đen này giữa hai cái vành chỉ đen này á để ý là mình đã cân nhắc có thể ngay bây giờ nếu bằng tắt đi tất cả mọi thứ á, là nó đang phá vỡ cái đường chỉ đen của nó ở trên đang phá vỡ cái đường chỉ đen ở trên nhưng đang phá vỡ cái đường chỉ đen này có thể nó chỉ là một cái fake out thôi Fade out có nghĩa là nó có một sự bay bổng lên nghe một sự bay bổng lên rồi sau đó nó sập lại. Ok, để hoàn tất cái sóng C. Nghe cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Ok, mình sẽ xóa nó Ok. Thì cẩn thận là nó chỉ có một cái sự bay bổng ngắn hạn thôi. Nhớ cái con giá mà nhìn trong cái khung ngày á, ở à, khung giờ, khung giờ khung giờ bây giờ nhảy qua khung giờ rồi ha. Cái con giá quan trọng là vừa rồi nó có một sự chỉnh sửa chút xíu. 65 000 Ok. 65.370, 65.370. Nó phải nằm trên 65.370 từ 3 tới 8 giờ. Cho mình uh, xin lỗi nó phải nằm trên cái con giá này 65.370 từ 3 tới 8 giờ lận từ 3 tới 8 giờ lận thì nó mới bay chứ không thì nó sẽ có một cái phế ao là có nghĩa là nó chỉ lên thôi lên chút xíu thôi rồi đập một cái vèo đi xuống lại Nha cân nhắc mình nhắc trong cái video mình nhắc hai lần lận là cái cân nhắc thì đây nhớ là cái con giá là năm 65.380 70 nằm 3 tới 8, 3, tới 8 giờ nằm trên á thì tất cả mọi thứ đã leo thang rồi nghe đã leo thang rồi còn không có nằm trên cái con giá này á có nghĩa là là cái gì? Có nghĩa là đây Nó chỉ là cái sự bay bổng của sóng số 4 Đúng không? Nó là chỉ Nó nó chỉ là cái sự bay bổng của sóng số 4 Rồi sau đó là mình phải trải nghiệm là cái gì? Cái sóng số 5 Đúng không? Cái sóng số 5 của nó Cái sóng số 5 của nó thì rơi vào cái khung giá vẫn vậy không thay đổi à, Và nó nó 57 5 Ok 50 000 à, 50 000 à, 50 ,000, 800 Và nguyên cái những tất cả những cái con giá ở đây là target Ngoài trừ con giá này <laughs> Ngoài trừ con giá này Ok Là cái target kế tiếp thì để làm sao mà mình biết là nó sẽ sập xuống sống số 5 để gọi là xác thực xác thực nó sập xuống sống số 5 là cái con giá này vẫn vậy không thay đổi là 61.830 61.830 con giá 61.830 nó nói lên câu chuyện giữ được nè thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang nó là vành vàng đây giữ được thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang ok xin lỗi bạn để mình tắt cho tôi. xin lỗi bạn Giữ được nha. 61.830 Giữ được thì tất cả mọi thứ sẽ lâu thang Nghe tiếp tục lên Có nghĩa là sóng số 5 được diễn ra thôi không gì hết Đây Cái này là cái chống lưng của sóng số 4 Đây Ok Rồi mình vẽ một đường chỉ kéo nối luôn Đây Đây là cái chống lưng của sóng số 4 Chứ không có gì hết nha Ok à, Mình đổi nó thành một màu, màu Màu vàng Ok mũi tên. Đây là cái chống lưng của sóng số 4. Và đây là cái kháng cự của sóng số 4. Đây là những cái con giá kháng cự của sóng số 4. Nếu mà nó lên trên con giá này từ 3 tới 8 tiếng thì nó không phải là sóng số 4 nữa rồi, nó bay lên luôn rồi. Ok. Màu đỏ là chống lưng, màu xanh là kháng cự. Chấm hết đó là những cái thứ mà mình đã lan tỏa bao nhiêu năm vừa rồi đó bao nhiêu tháng vừa rồi ok cái okay. thì rõ ràng mà cho những người nào theo dõi một thời gian dài thì bạn đã hiểu rồi ok mình lập đi lại cho những người cũ đây là chống lưng rõ ràng là nó rớt dưới con này á ok rớt dưới con này á rớt dưới con ba mươi ok là cái vành vàng này đúng không vành vàng này thì là sóng số 5 đã được diễn ra rồi đây bởi vậy mình để mũi tên chỉ xuống sóng số 5 đúng không sóng số năm sóng số năm đây sóng số năm sóng số được diễn ra rồi chứ không phải là không ok còn mà Nó nằm trên cái con giá này 65.300 Ok 300, 370 Nó là không phải là sóng xuống rồi Mà nó đã bay lên luôn rồi Nhớ là nó phải xảy ra từ 3 tới, 3 tới tiếng Cân nhắc Thì vẫn vậy không có gì xảy ra ở đây hết nha Vừa rồi là mình chỉnh chỉnh sửa sóng lại một chút xíu Đây là sóng số 1, sóng số 2 Đây là sóng số 3, đây là sóng số 4 Và đây là sóng số 5 năm sóng tím này á là cái sóng nhỏ của sóng số 4 ok sóng số 4 thì không gì hết năm sóng tím này là cái sóng nhỏ của sóng số 4 hoặc bạn có thể nói là nó là cái sóng sóng nhỏ của từ từ gì từ B lên C cái đáy của nó vừa rồi nghe à, mình zoom ra chút xíu cái đáy của nó vừa rồi đây là A đây là B và đây là C A B C đường chỉ tím thì từ B lên C như vậy á OK nó có năm sóng nhỏ thì bởi vậy mình để nó là màu tím đúng không để màu tím đây nó có năm sóng nhỏ đây là 1, 2, 3, 4, 5 thì tất cả những cái cái chống lưng của sóng số 4 á là những con giá này và ngay bây giờ nó đang nằm trên cái chống lưng của nó có thể là nó sẽ r tới được con giá là 62.200 cái target ok mình để từ target có thể là nó r sóng số 4 r được 62.200 rồi sau đó nó bay lên sóng số 5 rơi vào cái vùng đây là cái kháng cự ok xác suất ngay bây giờ vẫn vậy nha là nó sẽ rơi nó gọi nó có một đây là một sự bay bổng ngắn hạn của nó số sống số 5 thôi sống số năm thôi sống số năm thôi rồi sau đó là nó vẫn sập lại nghe thì đó đó là cái phần trăm cao 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 cái phần trăm cao, cái phần trăm cao. ok đừng nói mình không nhắc bạn là sống số 5 xảy ra ok nếu mà nó không phá vỡ được con giá 65 mươi 370 thì cái phần trăm cao là nó sẽ sập lại những cái thứ mà nó đang xảy ra là cái nó chỉ là một cái sóng nhỏ nhỏ thôi ok nó là cái sóng từ B tới C như vậy, từ B tới C phần tím phần chỉ tím nè, từ B tới C thì nó có năm sóng nhỏ, đây là sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 và sóng 5. Nếu mà nó sập lại luôn á, nó sập lại luôn ngay bây giờ nó sập 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 dưới con giá 61.830 thì sóng số 3 nhớ sóng số 3 vẫn có thể kết thúc ở đây nè. Sóng số 3 này nè, được dời qua đây. Sóng số 4 này, sóng số 4 này nè, được dời qua đây và sóng số 5 này nè sẽ được dời qua đây, nó vẫn đủ chứ không phải là không. Cân nhắc là vậy. Nếu mà nó sập nhưng mà cái mà để quyết định nó nó biết được cái câu chuyện nó đã sập á thì nó vẫn vậy nha. 61.000 830, đây là sóng số 5 đã bắt đầu rồi Cân nhắc cân nhắc với đường chỉ Red là màu đỏ, 5, sóng số 5 bắt đầu Đơn giản vậy đúng không okay. Thì đây là Cái sóng số 4 Chống được trên 61.830 thì Gọi là nó sẽ có một sự dây Dây dưa lên nữa, đây là sóng số 4 này nghe nha Đây là sóng số 4, mình kết nối với đường chỉ màu vàng rồi Mình sẽ zoom vô lại okay. Đây là sóng số 4 đây là sóng số 4 đây là cái chống lưng của sóng số 4 chống được ở trên con này thì tiếp tục nó bay có gì hết ok để sóng số năm tím này được diễn ra ok nhưng cái này là cái kháng cự của gì của cái sóng của cái sóng đỏ lớn này nè sóng đỏ lớn này đó là cái kháng cự của sóng đỏ lớn này ok còn đây đây là cái kháng cự cái chống lưng của cái sóng số 4 nhỏ này đây là sóng đỏ là sóng lớn đây là sóng tím là sóng nhỏ vậy thôi trong khi hết ok cứng nhắc cứ nhắc thêm một thứ nữa là ở đây nè vừa rồi như vậy mình muốn cân nhắc cái thứ này nó rơi con giá rơi vào con giá là 63.230 mình sẽ 63.000 63.230 ngày số 2 30 Ok. Nó là cái nó là cái đỉnh vừa rồi đây là cái đỉnh vừa rồi nghe cái đỉnh cái vùng vừa rồi của nó trước khi nó sập xuống lại ok rơi vào con giá là 60 đây nè bạn có thể thấy là mình để ở đây rồi cho bạn rồi đúng không 63 230 nếu mà nó lên được nó rơi được cái vàng vàng chỉ xanh này đúng không thì xác suất là gì xác suất là sóng số 5 đang được diễn ra nghe sóng số 5 đang được diễn ra nó sẽ chạy tới những con giá này trước khi nó sập lại ngoại trừ nếu nó cắn con giá này thì tất cả mọi thứ sẽ bay lên luôn rồi nghe, nhớ 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 cân nhắc này vậy thì con, mình mới mình cộng thêm cho bạn con giá này nữa Ok. Và vừa rồi trong cái video mình quay như vậy có thể là mình nói là nó có thể rơi vào con giá là 62.200 cái target đúng không? Hồi nãy mình nhắc thì có thể là nó đang được diễn ra. Trước mắt mình làm tín hiệu ngay bây giờ. Và đây là cái sóng số, số 4, đó là số số 4 của mình đúng không? Rồi sau đó là sóng số, số 5. Nhớ là nó phải giữ được trên con giá 61.300. À, 61.830. Ok, nếu mà nó rơi xuống dưới dưới 61.330 3 tới 5 giờ luôn rồi á thì under này dưới 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 này là cái đỉnh đã xong luôn rồi cái đỉnh đã xong luôn có nghĩa là đã sập luôn rồi đây từ 3 tới 5 giờ nếu nằm dưới con giá này ok cẩn thận thì nó đang nằm ngay ở cái con giá ngay cái chống lưng mình chia sẻ cho bạn cẩn thận cẩn thận ok mình chia sẻ luôn cắn câu này cắn câu này tờ, tóm tắt lại cắn câu này đúng không cắn câu này thì sóng số 5 nhỏ này được diễn ra rơi vào cái con giá này cắn câu này thì tức cắn con 65 ngàn thì 65 ngàn 370 thì tất cả mọi thứ leo thang luôn rồi nhưng xác suất xác suất cao xác suất cao xác suất cao là nó lên tới cái vùng này thôi rồi sau đó nó sập lại ok còn ngay bây giờ là chống được chống được trên con giá này thì sóng số 5 được diễn ra không chống được ok không chống được đúng không không chống được á thì có nghĩa là sóng số 4 đã kết thúc ở đây rồi nè sóng số 4 đỏ này nè, đã kết thúc ở đây rồi và sóng số 5 đã bắt đầu luôn nằm diễn rồi diễn diễn tả rồi đây các okay, cứ nhắc cứ nhắc lại Vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này chứ không phải gì hết Nghe, nó vẫn giữ được trên con giá 61.830 thì nó sẽ vẫn sẽ bay lên lại. Chủ yếu là con giá quan trọng là con giá 61.330. Chống được thì tất cả mọi thứ sẽ lên thêm một khúc nữa. Ok. Có nghĩa là nó lên đâu khoảng cỡ 2.000 à, 1.000 mấy hàng đô nữa. Ok. Khoảng cỡ đó. Ok. Vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Xin chào mọi người. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn. Tín hiệu chuẩn, ghi chữ chuẩn, chuẩn 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 bên dưới giúp mình. Không chỉ vậy. Nhớ ấn vô cái ngón tay. Ok. Nếu tín hiệu bên mình cung cấp cho bạn chuẩn ok bỏ một chút thời gian ra ghi tín hiệu của tiền academy hay là anh à, của của đang nhau chuẩn 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 bên dưới cảm ơn cảm ơn và cảm ơn xin chào mũi tên này rất là khó coi đúng không để mình đổi nó màu cho bạn và đây à, mình đổi màu này luôn ok kéo cái con giá này qua đây con giá quan trọng đúng không giá quan trọng ok đây cái chống lưng của sóng số, số 4 này thôi trong dễ giữ được trên con giá này 61.800 thì sóng số, số 5 sẽ được diễn ra. Ok và xác suất là nó sẽ chống được. Nghe, xác suất cao là nó có thể có một sự rơi dầu giờ những cái giờ tới đây á, là xác suất cao, xác suất cao là nó sẽ có một sự Râu ria lên nữa nè, sau râu ria lên. Ok, rồi sau đó là nó sập lại. Thì đó là cái suất cao là nó có một sự râu ria lên rồi sau đó nó sập lại. Ok. Thì đó là vậy. Ok, thì đó là vậy. Ok, nãy giờ mà nghe mà cho những người mới mà nghe mà không hiểu gì hết Thì đây là cái xuất xuất cao là nó sẽ chống được Nghe nó chống được, nó sẽ đi lên Tới cái vùng giá này Rồi sau đó nó sập lại Ok, thì chỉ hiểu biết như vậy thôi là có thể chốt được Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn, xin chào